Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với channel Tô Vẽ Tranh trên kênh YouTube của mình. Và trên tay mình đây là bức tranh về một hồ ly trà sữa với chú gấu đang bơi trong ly trà sữa để chụp hình. Và chúng ta cùng nhau tô màu cho bức tranh này nhé. Mình sẽ tô màu be này cho cái phần trà sữa bên trong nhé. Và chúng là tôm đã được về tôm màu xong, mình sẽ sử dụng màu cam ở đây, tôm màu cho trực ra đi nhá. Tiếp theo mình sẽ tô màu nâu. Nâu bạn anh sao để bạn đây. Tiếp theo là màu nâu cho chú gấu này nhỉ. Dạo này rảnh nha. Rồi nghỉ Tết sớm rồi. Nghỉ lâu rồi mà. Và bức tranh về hai nhân vật hoạt hình mèo tôm và chuột dây đã được mình tô màu và hoàn thành xong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video tô màu trong bức tranh của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh YouTube của mình nha. Bye bye. Ba chục bốn chục cái. Tiếp theo mình sẽ tô màu vàng. Nhưng mà tô thì mình sẽ sử dụng màu vàng để tô màu cho mái tóc của cô gái này nhé. Tiếp theo mình sẽ tô màu vàng nhạt cho cái phần cái vỏ của cái bánh. Và mình sẽ tô màu hồng cho chiếc lơ trên đầu của cô bé này nhé.
thêm màu nâu cho cái phần mũi. Và tiếp theo để tô màu cho chiếc váy mà cô bé này đang mặc, mình sẽ sử dụng màu xanh dương nhé. Video tô màu cho bức tranh này của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nhớ like và subscribe cho kênh của mình nhé. Xin chào.